Với lòng yêu nghề, năm 2005, những cựu chiến binh quân y công ty trách nhiệm hữu hạn Y tế Việt Nam cùng nhau thành lập phòng khám đa khoa 108 tại số 2 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nam Định, nhằm mục đích góp phần cùng ngành y tế Nam Định cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện tới nhân dân. Hiện tại, công ty đang chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để nâng cấp phòng khám 108 thành bệnh viện vì dân. Dự án đã được các ngành chức năng thẩm định và đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Là một phòng khám trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Y tế Việt Nam có quy mô vừa, cung cấp dịch vụ y tế khám chữa bệnh đa khoa ngoại trú, chủ yếu dành cho người dân có thu nhập trung bình. Kể từ khi thành lập đến nay, phòng khám đa khoa 108 số 2 Hoàng Hoa Thám, Nam Định đã khám và điều trị cho hàng chục vạn bệnh nhân các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình đạt hiệu quả cao. Trong đó có nhiều đối tượng chính sách và hộ nghèo. Luôn tuân thủ các quy trình quản lý chất lượng do Bộ Y tế quy định và không ngừng hoàn thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng, phòng khám liên tục đầu tư hệ thống trang thiết bị tiên tiến hiện đại phục vụ khám và chẩn đoán hình ảnh như máy chụp cắt lớp CT scanner, siêu âm màu 4 chiều, X-quang kỹ thuật số, máy nội soi dạ dày, tái tràng ống mềm, máy điện tim, điện não, đo loãng xương, máy nội soi tai mũi họng, máy nội soi tủy cung và hệ thống xét nghiệm với các máy sinh hóa, huyết học tự động, kính hiển vi kỹ thuật số. Không lạm dụng thiết bị tiên tiến để ép bệnh nhân khám chữa bệnh, với quan điểm, thái độ phục vụ đúng đắn, y đức trong sáng. Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là như người mẹ hiền. Đội ngũ giáo sư, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn của phòng khám, tư vấn giúp người bệnh có phác đồ điều trị hữu hiệu và ít tốn kém nhất. Bên cạnh đó, thường xuyên cập nhật các kỹ thuật y khoa và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao vào hoạt động khám chữa bệnh để không ngừng giữ vững an toàn tuyệt đối trong khám và điều trị với bệnh nhân. Ngoài hoạt động khám chữa bệnh theo nhu cầu, hàng năm, phòng khám 108 số 2 Hoàng Hoa Thám còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà. Nghĩa cử cao đẹp của các giáo sư, bác sĩ, nhân viên phòng khám đã tạo động lực giúp rất nhiều cựu chiến binh, thương bệnh binh, nạn nhân da cam dioxin, gia đình chính sách, hộ nghèo vượt qua khó khăn về sức khỏe và để lại những ấn tượng tốt đẹp. Hoạt động tích cực khám chữa bệnh của phòng khám đa khoa 108 số 2 Hoàng Hoa Thám đã được Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh ghi nhận và giao nhiệm vụ khám chữa bệnh cho đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế. Vì vậy, trong thời gian qua, phòng khám đã phục vụ gần 2 vạn đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế, góp phần giảm tải cho hệ thống y tế công của tỉnh. Trước nhu cầu khám chữa bệnh ngày một tăng của người bệnh và hiệu quả thiết thực đem lại cho người bệnh của phòng khám 108, Công ty trách nhiệm hữu hạn Y tế Việt Nam đã hợp tác với Tập đoàn Y tế Singapore xây dựng dự án đầu tư nâng cấp phòng khám 108 thành bệnh viện đa khoa tại số 70 đường Giải Phóng, mang tên Bệnh viện vì dân với quy mô 200 giường hiện đại tại thành phố Nam Định, đặc biệt chú trọng đến điều trị bệnh ung thư. Bệnh nhân ung thư hiện nay là các bệnh viện trung ương hoặc các bệnh viện tỉnh luôn luôn quá tải. Chính vì thế cho nên cái yêu cầu xã hội hóa đối với lại cái công tác điều trị nói chung và ung thư nói riêng là phải có những cái nhiều các đơn vị tham gia, mà trong đó là cái đơn vị tư nhân tôi nghĩ là năng động nhất, vì cái đơn vị y tế tư nhân là người ta có thể liên kết cả đối với công lập cũng như liên kết với nước ngoài để người ta đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào để ứng dụng điều trị cũng như là khám chữa bệnh phát hiện sớm, thì tôi cho đấy là cái lợi ích cao nhất mà người bệnh người ta yêu cầu. Nên là tôi cho cái việc cần thiết phải thành lập cái bệnh viện dù là công hay tư để điều trị ung thư chuyên biệt là một cái rất hay đối với lại Nam Định hiện nay và với các tỉnh nói chung. Bệnh ung thư các nơi nói riêng chung và Nam Định nói riêng là hiện nay là mới chiếm cái tỷ lệ tương đối cao và có xu hướng gia tăng. Vì vậy nên cái việc mà hiểu sâu về bệnh ung thư, cái đầu tư để mà khám điều trị bệnh ung thư cho nhân dân là một cái việc rất cần thiết và rất đáng làm. Thì cùng với cái xu thế xã hội hóa về y tế, về khám chữa bệnh cho nhân dân, thì cái việc mà Công ty Cổ phần Y tế Việt Nam có trình cái dự án đầu tư xây dựng bệnh viện mà trọng tâm là chữa về ung thư tại tỉnh Nam Định là một cái hướng đầu tư đúng. Hiện nay thì dự án đã trình, đã được các cơ quan có trách nhiệm xem xét và qua ý kiến của hội nghị thì bệnh viện cũng đã có cái giải trình bổ sung rất cụ thể, đã trình lên thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và
theo nhận thức của Sở Kế hoạch Đầu tư thì bệnh viện này sẽ được cấp cái giấy chứng nhận đầu tư trong thời gian tới đây để triển khai thực hiện. Và khi dự án này được đầu tư thì sẽ là một cái hướng rất là tốt để giúp cho nhân dân trong tỉnh được điều trị bệnh ung thư một cách gần hơn, hiệu quả thiết thực hơn bằng những cái công nghệ mới, và đặc biệt là có cái sự hợp tác của Tập đoàn Y tế Singapore, là một cái nước mà có nền y tế tiên tiến, có một cái khả năng chữa bệnh ung thư rất có uy tín. Thì như vậy thì cái tạo điều kiện cho cái việc khắc phục cái bệnh ung thư tại tỉnh Nam Định, và nhân dân sẽ được chữa bệnh gần hơn, đỡ tốn kém hơn và hiệu quả hơn. Quy mô đầu tư của dự án Bệnh viện Vì Dân trên 155 tỷ đồng thực hiện trong 10 năm, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 50 giường, giai đoạn 2 150 giường với trang thiết bị hiện đại, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến. Bệnh viện sẽ hướng đến ngang tầm khu vực Đông Nam Á với mũi nhọn tập trung khám chữa bệnh ung thư. Để thuận lợi cho việc triển khai dự án xây dựng Bệnh viện Vì Dân, Tập đoàn Y tế Singapore đã công nhận phòng khám đa khoa 108 trở thành thành viên của tập đoàn và sẽ thực hiện nhiều hoạt động chuẩn bị cho triển khai dự án. Hội thảo và tư vấn miễn phí về bệnh ung thư được Công ty Cổ phần Y tế Việt Nam và Tập đoàn Y tế Singapore tổ chức mới đây là một hoạt động mở đầu cho việc chuẩn bị xây dựng dự án Bệnh viện Vì Dân. Công ty y tế để chuẩn bị dự án này thì cũng đã được chuẩn bị từ nhiều năm rồi. Về trang thiết bị, về đào tạo nhân lực và về những cái điều kiện về đảm bảo cho cái hoạt động của bệnh viện thì cũng đã có sẵn sàng, chỉ còn chờ là tỉnh duyệt cho cái dự án để xây dựng cái cơ sở của bệnh viện. Khi bệnh viện đi vào hoạt động, phía Tập đoàn Y tế Singapore sẽ tạo điều kiện để các bác sĩ của bệnh viện trao đổi kiến thức về y khoa, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện sớm ung thư. Bên cạnh đó thì tập đoàn sẽ giúp bệnh viện đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu và cung cấp các thiết bị phục vụ khám và điều trị cho bệnh nhân ung thư tại Nam Định và các tỉnh lân cận. Theo đánh giá của Bộ Y tế, mỗi năm nước ta có khoảng 150.000 người mắc bệnh ung thư, là 100.000 người chết. Chỉ tính riêng tại phòng khám đa khoa 108 số 2 Hoàng Hoa Thám, Nam Định đã khám và phát hiện hàng trăm người mắc bệnh ung thư ở các giai đoạn khác nhau. Việc chi phí đi lại và khám chữa bệnh tại các bệnh viện trung ương với một bệnh nhân ung thư là rất tốn kém, chưa kể người nhà đi phục vụ. Chính vì vậy, việc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Y tế Việt Nam đầu tư xây dựng một bệnh viện với nhiệm vụ trọng tâm là khám chữa bệnh ung thư tại Nam Định là rất cần thiết. Dự án sẽ góp phần đa dạng loại hình đầu tư trong lĩnh vực y tế nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành y tế của tỉnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân địa phương và các tỉnh trong vùng Nam Đồng bằng sông Hồng.